Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn nấu món lẩu cù lao. Ở đây thì mình sẽ có là khoảng 1 kg xương gà. Xương gà này là hôm bữa mình lóc lấy thịt để mình làm phần gà xào các bạn. Nếu như không tìm mua được xương gà thì các bạn có thể mình dùng xương heo cũng được. Nhưng mà dùng xương heo thì hầm nó sẽ lâu hơn. Còn xương gà thì mình hầm khoảng 1 tiếng là nó đã ra nước ngọt rồi. Ở đây thì mình sẽ có là mực nè, tôm, rồi lưỡi heo, gan heo, tim heo, thì những cái này mình đã làm chín rồi các bạn. Các bạn nhớ là khi luộc mực với tôm thì mình sẽ luộc riêng nha. Còn phần tim heo, gan heo, lưỡi heo hoặc là các bạn có thể mình dùng thêm cật heo á thì mình luộc riêng. Khi luộc thì mình cho vào trong nước luộc một ít gừng và có thể là thêm sả cay. Mình luộc cho chín rồi mình sẽ xắt nó ra. Gan á thì sau khi luộc chín xắt nó ra các bạn rửa lại để cho nó sạch nha. Tại vì gan mà luộc chín là mình xắt ra nó sẽ còn hơi đen đen á. Nếu như mà mình không có rửa lại mình cho vào nước lẩu á, thì nó sẽ bị đục nước. Cái này thì dùng nhiều ít là tùy theo các bạn. Chủ yếu là mình nấu cái phần nước dùng thôi. Khoảng 300 g thịt nạc lưng, 250 g cá thác lát, một ít da heo khô. Da heo khô khi mua về thì các bạn chỉ cần ngâm nước khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Rồi mình rửa sạch lại mình cắt thành miếng vừa ăn là được. Hành lá, ngò rí, 50 g khô mực. 50 g khô mực thì các bạn nướng cho nó vàng thơm lên nha. Khoảng 20 g tôm khô. Chỉ cần rửa sạch và để ráo là được rồi, không cần phải ngâm. Rau củ thì mình sẽ có là bông cải trắng nè, rồi một ít củ sắn, cà rốt. Củ sắn thì mình sẽ cắt mỏng thôi. Cà rốt cũng vậy nha các bạn. Cắt mỏng cho nó nhanh chín. Một ít bắp cải thảo. Thêm một ít hành tím để mình nấu nước dùng cho nó thơm hơn. Các bạn có thể là dùng thêm hành tây cũng được nha. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Ở đây thì mình sẽ nấu một nồi nước là 3,5 lít nước. Nước này thì mình sẽ dùng để nấu phần nước dùng luôn nha. Mình để lửa lớn. Mình sẽ cho bắp cải trắng vào để mình luộc cho nó chín. Và mình sẽ lấy nước ngọt luôn. Lấy nước ngọt từ rau củ. Cái này thì các bạn cũng đừng có làm cho nó chín quá, kiểu như nó vừa giòn giòn là được nha. Nó vẫn giữ được độ giòn. Giờ mình sẽ vớt nó ra. Da heo mình cũng đặt trần sơ qua nước sôi nha. Sơ qua là được rồi các bạn. Và mình sẽ vớt nó ra. Tiếp tục thì mình sẽ cho xương gà vào mình nấu. Để lửa lớn cho nó sôi trở lại nha. Nhà mình có thêm một số cái chân gà này, mình nấu cho nó nước nó ngọt đó các bạn. Cho miếng thịt nạc này vào luôn. Khô mực. Khô mực thì các bạn nướng cho nó vàng á thì cái nước dùng của mình nó sẽ thơm hơn. Tôm khô. Nếu như mà dùng ít xương quá thì các bạn thêm tôm khô nhiều nhiều nấu cho nó ngọt nước. Khi nào nước sôi trở lại là mình sẽ tính thời gian nấu nha. Cho hành tím vào. Có thể là cho thêm củ cải trắng để nấu cho nước nó ngọt. Mình cho củ sắn vào nha. Củ sắn thì mình nấu lâu được, còn cà rốt thì nó nhanh chín lắm nên mình cho sau. Mình sẽ nêm sơ gia vị vào đây nha. Một muỗng cà phê bột ngọt. Một muỗng canh hạt nêm. Muỗng gạt ngang thôi nha các bạn. Một muỗng canh muối. Nếu như các bạn dùng cái muỗng này nè thì mình cũng gạt ngang luôn. Nếu như dùng muối mặn nhiều thì bớt lại nha. Cái này mình dùng muối của cà ná, loại này không có mặn nhiều. Nếu như dùng muối ớt thì bớt lại. 1,5 muỗng canh đường cát trắng. Hai mươi gram đường phèn thì nó khoảng 1,5 muỗng canh nha các bạn. Nó sẽ bằng với lượng đường cát luôn. Mình cho nó sôi liu riu nha các bạn. Có bọt thì vớt cho nó sạch. Mình sẽ nêm trước gia vị như thế này. Để cho nó ngấm vào thịt á.
sẽ ngon hơn. Các bạn để cho nó sôi liu riu như thế này là được. Mình có chân gà với đầu gà, mình nấu nó cũng ngọt nước nữa. Mình thấy trong siêu thị người ta bán rất là nhiều xương gà, rồi chân gà, đầu gà cũng có nữa. Các bạn có thể là tìm mua nha. Mình sẽ ướp gia vị vào cá thác lát nha. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê tiêu, nhiều nhiều tiêu cho nó thơm nha các bạn. 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê nước mắm. Mình sẽ cho vào đây một ít hành lá, khoảng 1 muỗng canh. Các bạn ướp cho mình là ít nhất là 15 phút nha. Mình bảo quản ở trong ngăn mát của tủ lạnh cho cá nó tươi. Không có cá thác lát các bạn dùng cá ba sa cũng được, hoặc là tùy theo sở thích mà các bạn dùng nha. Cục thịt này thì mình chỉ cần là nấu trong khoảng 20 phút là nó chín rồi nha. Bây giờ mình sẽ vớt ra, mình để cho nguội, sau đó mình sẽ xắt mỏng. Mình nấu được 1 tiếng rồi nè các bạn. Tổng thời gian mình làm nước súp là 1 tiếng nha. Rồi bây giờ mình sẽ vớt xương ra. Do mình dùng khô mực nhiều nên nước của mình nó sẽ ngả sang cái màu vàng như thế này nè các bạn. Nhưng mà nó vẫn trong nha. Tiếp theo thì mình sẽ cho cá thác lát vào. Tay thì mình rửa sạch nha, mình sẽ dùng tay để mình làm cho cái viên nó tròn hơn các bạn. Mình nặn nó ra. Cá thác lát mình nấu cho nó nổi lên là nó chín rồi nha các bạn. Khoảng 5 phút là nó chín rồi. Mình cho vào đây thêm nửa muỗng canh nước mắm nữa. Về nêm nếm gia vị thì các bạn điều chỉnh lại nha, tùy theo mỗi gia đình mà cách nêm nếm sẽ khác nhau. Nước súp của mình như vậy đã xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ trình bày ra nha. Mình cho ít rau củ lên trên. Công thức hôm nay thì mình sẽ nấu được khoảng là 2 nồi nha các bạn, 2 nồi lẩu. Cho cái ăn chút chút lên là mình sắp nó lên. Sau đó mình sẽ chan cái nước súp này lên. Cái nồi này của mình nó hơi nhỏ, một hồi nước sôi cái phần rau thì nó sẽ xẹp lại ha các bạn. Cho ít hành lá lên. Cho lên đây một ít ngò rí để mình trang trí nó nha. Cái này là chả cá thác lát á, mình làm đơn giản các bạn. Còn nếu như mà cầu kỳ hơn thì người ta sẽ cuốn ở trong trứng rồi hấp, rồi xắt ra thành miếng như những miếng chả lụa vậy đó. Mình rắc lên đây một ít tiêu. Cái này các bạn phải có thêm dầu tỏi phi nha, thì nó mới thơm, hoặc là hành tím phi tùy thôi các bạn. Tỏi nó cũng thơm nữa. Món lẩu cù lao của mình như vậy đã xong rồi đó các bạn. Món này thông thường thì các bạn sẽ gặp ở đám giỗ rồi đám cưới. Món này thì bây giờ ít người nấu lắm các bạn, tại thì do nó hơi cực á, nấu hơi cầu kỳ. Mình ăn chung với bún chấm với nước mắm với ớt như thế này. Mình bật bếp lên mình nấu cho nó sôi lên. Khi nào ăn thì các bạn mới chan phần nước súp vào nha. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công và nấu ăn ngon nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh.